Lấy thêm vỏ rượu. Được rồi, để tôi. Để tôi làm. Rượu đâu? Tới đây. Lại nữa. Lại nữa là sao? Tôi hỏi Huynh, vì chuyện gì mà mượn rượu giải sầu, Huynh nhất định sẽ nói Huynh quên rồi. Quên rồi. Đúng là quên rồi. Huynh đúng là kẻ không có lương tâm. Không lẽ quên luôn chuyện trả tiền hôm nay sao? Cô nương, dung mạo cô như vậy, tại sao phải dùng phân chất vào mặt? Huynh vòng vo chửi người. Trên đời này ai mở quán mà không lấy tiền? Huynh thật là đáng ghét. Cô đáng ghét, đáng hận, còn đáng thương nữa. Huynh tự soi gương mà nói chuyện sẽ nhìn thấy rõ. Từ nơi xa đến tận nước Tần kiếm miếng cơm ăn, không ngờ bị người ta làm nhục trước mặt bao nhiêu người. Cả việc uống chén rượu cũng mặt nặng mày nhẹ. Tự Huynh biết rõ, cướp miếng thịt từ miệng hổ là sao? Nước của hổ sói, kiếm miếng cơm ăn không phải là cướp miếng thịt từ miệng hổ sao? Bà chủ, đừng nói nhiều với hắn, đuổi ra ngoài, không cần hắn trả tiền. Mắt chó coi thường người. Người đừng buộc ta ra tay, ta không phải kẻ thô lỗ. Đừng. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, có nghe không? Đừng đánh nữa. Vô liêm sỉ. Thói đời như vậy. Thương cho Trương Nghi. Có gì từ từ nói, không được khóc. Trong lòng uất ức, tôi khóc không được sao? Ở nước Tần, khóc cũng phạm pháp sao? Nước Tần có nói là nam trưởng thành vô cớ gào khóc bắt đến quan phủ. Tôi từng học được Đại Tần, nhưng chưa từng thấy điều này. Tôi mới thêm vào. Đây là khăn tay của cô nương, Huynh giữ lại đi. Tôi thấy Huynh là người dễ khóc, sớm muộn gì cũng cần đến. Huynh định đi đâu vậy? Ra ngoài một lát. Đừng giấu nữa. Tại sao mang theo hành trang? Là y phục giữ ấm luôn mang bên mình, sợ trời trời có thể thay bất cứ lúc nào. Huynh cũng khéo tự lo cho mình quá nhỉ. Có phải muốn lén lút bỏ đi không? Không thể ở lại nữa. Phải đi tìm bằng hữu. Vào cửa còn không được, như vậy sao ở lại? Chỉ sợ tiền phòng càng nhiều càng không thể trả. Vậy có phải Huynh muốn rời khỏi nước Tần không? Ở Tần không dễ. Được rồi, Huynh trả tiền trước đi. Tôi không có quan tiền nào. Tôi đi báo quan. Huynh nói rõ với quan phủ đi. Huynh làm gì vậy? Tiểu nhị, giết người kia. Đừng sợ, đừng sợ. Tôi định nói là lấy kiếm này để trừ nợ, có được không? Quán trọ này chưa từng có chuyện lấy kiếm trừ nợ. Đây là kiếm nổi tiếng, giá trị đáng kể lắm đấy. Được rồi, kiếm này tạm cầm ở đây đi.
Huynh đi tìm người mua, sau đó đến trả tiền. Này, Huynh đi đâu vậy? Tiệm cầm đồ ở đâu? Cửa chính rẽ tây. Nhỏ nhen quá. Kiếm đã cầm cố, còn đi theo tôi làm gì? Giúp Huynh tìm một người mua tốt. Không cần. Không sao mà. Này Huynh, xin tự trọng. Chỗ xa hoa như vậy không thể tùy tiện vào. Chỗ xa hoa mới có chủ giàu có bỏ tiền ra. Tôi sẽ ở đây tìm một người mua tốt. Tiên sinh, mời ngồi. Khách quan 要点什么? Quan khách muốn gọi món gì? Không cần nói gì. Có món ngon, rượu ngon, đem hết ra đây. Tiệm còn có gái đẹp hầu rượu. Gái hầu rượu kỳ cận, gái nhảy giúp vui, cứ việc gọi ra. Dạ. Này, tiểu thư nhà ta trả tiền. Tần quân hạ cố đến đây thật sự khiến cho tiệm càng thêm rực rỡ. Nào, mời. Y úy à? Dạ. Trận đánh Hà Tây, ông chủ động vận chuyển lương thảo cho quân Tần. Quả nhân thấy rất vui mừng. Tiểu nhân không tính xa. Trận đánh Hà Tây, tiểu nhân đánh cược chút đỉnh. Mọi người đều cược nước Ngụy thắng, chỉ có danh sĩ Trương Nghi cược nước Tần thắng. Hơn nữa còn tiếp tục cược quân Tần sẽ không rút lui khỏi Hà Tây, ngược lại còn tiến quân Hà Đông. Nếu như không phải Trương Nghi mời, hứa sẽ được lợi từ nước Tần thì tiểu nhân đã không dám vào Tần. Ông cũng quen biết Trương Nghi ư? Có gặp một lần. Phía Bắc Yên Triệu là vùng rét khổ, rượu uống vào như đao, như lửa xuyên bụng. Mô Việt là làng lúa, làng cá, còn rượu mát rượi dài lâu. Dân phong thể lỗ đôn hậu, cởi mở, phóng khoáng. Rượu cũng là phẩm cao vị chính. Còn rượu Ngụy nóng nảy, ngọt dịu. Còn rượu Nhung Địch này, pha lẫn với sữa máu thịt hươu, có thể lót dạ. Trương Nghi, rượu Tần thế nào hả? Trương Nghi đi khắp các nước, thưởng thức rượu ngon khắp thiên hạ, chỉ có rượu Tần. Một lời khó nói. Mau bái kiến Tần quân. Tôi tiến cử cậu đấy. Đã gặp rồi. Bái kiến Tần quân. Mời ngồi, mời ngồi. Tiên sinh vào Tần đã nhiều ngày mà chưa từng uống rượu Tần. Nơi đến ở trọ mà chủ ngang ngược, không được hưởng phúc. Mà thôi, đến Tần nhiều ngày, giờ đến lúc phải từ biệt. Từ biệt. Đến chỗ tôi đi. Rất nhiều rượu, có người hầu rượu cùng say, có người múa để giúp vui. Ý úy à, tên của tiệm ông là ý gì? Tiểu nhân mở tiệm ở Đông Đô, khổ vì tên tiệm, tốn trăm lượng vàng. Lúc vào Tần không có ai nhờ vả, chỉ mong thuận tiện. Tùy ý lần xem thì được hai quẻ tấn, quẻ hàn. Quẻ hàm là biết ơn thần núi, thiếu nam ở trên, thiếu nữ ở dưới, nam nữ yêu nhau luôn bị ràng buộc bởi lễ. Trương Nghi chưa giải được quẻ sau, quẻ tấn khôn
Ly thượng, khôn là địa, ly là nhật, ý là dìu dắt minh quân sải cánh. Dìu minh quân sải cánh chỉ bằng nằm ở trong vòng tay ấm. Sở nữ eo thon, ngụy nữ hát hay, triệu nữ sắc sảo. Tần quân vào trận Yêu Đương khó tránh lúng túng. Bản đồ Sơn Hà mà Trương Nghi được thấy thì hứng thú rào rạt. Tiên sinh dạy quả nhân, Tần quân muốn làm hiền quân hay là minh quân? Hiền quân minh quân có khác biệt sao? Hiền quân theo lễ an dân, minh quân mở rộng đất, đổi quốc, được gọi là tiên vương hậu thánh. Tổ tiên làm lũ rách dưới mới được một góc, chưa dám sủng hạ, luôn có sự cảnh giác phòng bị trước. Nguyện làm minh quân, mở rộng đất cường quốc, cường quốc ắt dân tự an. Mở rộng đất cường quốc của chúa công chẳng phải cường binh đoạt quốc sao? Hôm trước tiên sinh nói hoành cường, hôm nay có thể nói rõ hơn không? Hoành cường là liên kết nước khác giúp nước Tần mạnh. Bang giao là lấy chiến phạt làm phụ, đánh trận chỉ quyết một trận. Thiên hạ bây giờ còn chưa có nước nào có sức diệt quốc, còn chưa có nước nào dám có lòng diệt quốc. Các nước trong thiên hạ đang ở thế cài răng được, một nước diệt nước khác, các nước nhất định vùng lên tấn công. Từng có sự liên minh mà chưa có hiệu quả thực sự, vậy thì phải xem tại sao liên minh. Vì kết giao hữu liên minh không thể có kết cục tốt đẹp. Vì ngưng chiến liên minh khó chặn được hung đao. Nếu như vì hoành cường liên minh, gần có thể lấy đất, xa có thể lấy thế. Một tờ giấy liên minh là có thể lấy đất. Trương Nghi quá lời rồi phải không? Trương Nghi tôi uống rượu thường xuyên, uống quá mức, nhưng dâng kế chưa bao giờ nói quá. Nước Tần chiếm cứ Hà Tây, nhưng thế đất nước Ngụy chưa định, hộ tịch chưa giao, quân Tần quyết giành lại, dẫn tới dân biến. Thế nào? Quả nhân muốn bái tiên sinh làm khanh, giải khó khăn ở Hà Tây. Hà Tây chỉ là tất đất mà hứa cho khanh vị. Tần quân thật rộng rãi. Trương Nghi lại quá lời rồi. Chúa công dùng người không nói vị cao. Tiên sinh đã vào Tần rồi sẽ bớt được khoản tiến thân, ngại gì lấy đất của Hà Tây làm quà gặp mặt. Thần Trương Nghi tạ ơn chúa công. Tiên sinh không cần đa lễ. Trương Nghi còn có một lời nói đi. Thần giúp chúa công giành được đất ở Hà Tây, chúa công giúp thần trả tiền ở trọ. Công tôn tiên sinh, Trương Nghi bái kiến đại lương tạo. Là thần cùng điện, không cần khách sáo. Mấy ngày trước, Trương Nghi còn là phạm nhân của đại lương tạo. Cảnh ngộ của đời người đúng là biến hóa khó lường. Phải, trên thế gian chìm chìm nổi nổi, do tạo vật trớ trêu. Chúng ta đều là người Ngụy, lại làm quan cùng triều. Dám hỏi Trương Nghi, đây có phải chuyện may của nước Tần không? Đời người chìm nổi, tùy vào số trời, may hay không còn phải xem tạo hóa. Người Ngụy cũng có người này người kia, Thương Ưởng cũng là người Ngụy. Xin hỏi có gì không giống? Cũng là con người, một là da, hai là cốt. Trương Nghi da Ngụy cốt Tần, tiên sinh là da Tần cốt Ngụy. Còn đối với Thương Ưởng, sau khi vào Tần thì thay da đổi thịt, da cốt đều là người Tần. Trương Nghi thật là khéo nói. Tôi nói đúng rồi phải không? Chưa chắc, có thể hai ta cái gì cũng không phải. Chiến quốc bây giờ đã rơi vào thế cầm cự. Nước Tần không thể tiêu diệt hết lòng của nước khác, nhưng lại phải mở rộng đất cường quốc. Hà Tây đại thắng,
quân Ngụy thiệt hại nặng, lòng ta thấy an ủi. Nhưng quân Tần ta cũng có chút thiệt hại. Nếu tiếp tục đánh hết ngày này sang ngày khác, quân Ngụy kho cạn không phải là cách tốt. Nước Tần đã đi đến ngã tư đường rồi. Đi đâu về đâu, quả nhân ngu muội. Các vị tiên sinh có kế sách gì hay, xin chỉ giáo. Các vị tiên sinh có kế sách gì hay, xin chỉ giáo. Thần cho rằng các nước tăng giảm đều ở giữa công và giao, vừa công vừa giao phải căng chừng mực. Quá căng thì đứt, quá trùng thì cả nước lơ lỏng. Bình Gia nói thượng sách là phá mưu, Trương Nghi nói thượng sách là phạt giao. Nay chiến quốc đang xen ngang dọc, trận đánh phạt giao sắp sửa triển khai. Trương Nghi ngu kiến, kẻ phải giao trước một là ngụy, hai là sở. Trước tiên làm dịu hai nước trước cửa nhà rồi tính. Lời Trương Nghi nói mới nghe có vẻ hay, nghĩ kỹ thì toàn dùng từ sáo rỗng. Làm dịu Ngụy sở, làm dịu thế nào? Nói nước Ngụy trước đi. Quân Tần đã chiếm được Hà Tây, nhưng khế ước chưa định, hậu tịch chưa giao. Nếu nước Tần quyết lấy, ắt dẫn đến binh biến. Làm sao làm dịu? Nếu nước Ngụy tranh đoạt tiếp, ắt xảy ra đại chiến. Yếu người yếu ta, làm sao mà mạnh đây? Đây chính là điều thần muốn nói. Đất đai lãnh thổ co vào hay mở rộng, không nên được đằng chân lân đằng đầu, tức là chiếm ngang. Chiếm ngang tức là lộ rõ thái độ hổ sói. Nếu như được 5 tấc, lui 2 tấc, tính thử xem, vẫn còn 3 tấc. Đó gọi là tằm ăn lá. Tần đối với nước Ngụy có thể nhiều chút lợi để giành lợi lớn. Thế nào là lợi nhỏ, thế nào là lợi lớn? Quân Tần chiếm lĩnh Bồ Dương, Phúc Úc, Tiêu Thành, đem ba thành này trả cho nước Ngụy, lấy làm minh ước liên kết nước Ngụy. Đổi lại, nước Tần sẽ giành các vùng đất lớn ở Hà Tây. Ba thành này là nơi giao tranh của Tần Ngụy, nhiều lần đổi chủ, thương vong vô số, xác phơi đồng hoang. Khi qua lời của tiên sinh, sao lại trở thành lợi ích nhỏ? So với vùng đất ở Hà Tây, thực sự là lợi ích nhỏ. Chính là kế sách Trương Nghi đã nói được 5 tấc lui 2 tấc. Nhường 3 thành là có thể giành hết đất ở Hà Tây sao? Lấy đất làm bước thứ nhất, liên minh làm bước thứ hai. Với tâm tính của Ngụy Vương, mất đi Hà Tây nhất định đau xót. Đau xót khó nhịn, lại nảy sinh ý muốn quyết đoạt lại. Nếu như cho lợi ích của ba thành để ký minh ước, đến lúc đó, dù hắn có nhớ đến Hà Tây cũng không có cớ xuất quân. Tính khí Ngụy Vương không tốt, nhưng trí nhớ không kém. Nước Ngụy có thể để người ở Tần, nước Tần cũng có thể phái Tần công tử đến Ngụy, bày tỏ thành ý ngưng chiến. Vừa tặng thành trì, vừa phái người đi. Huynh không sợ phụ lòng xương máu của các chiến sĩ, khiến lòng người Tần nguội lạnh sao? Chỉ dựa vào miệng lưỡi, không dính líu xa trường, chỉ thấy cái lợi trước mắt, không tính hậu quả về sau. Tôi dựa vào miệng, quân cậy kiếm Tần đều không dễ dàng. Doanh Tật nói xem, vào Ngụy cướp đất, đây là việc đầu tiên nảy sinh vào Tần. Chưa thấy kết quả, không dám bình luận. Bồ Dương, Khúc Ốc, Tiêu Thành, ba thành cho rồi lấy lại không phải là chuyện khó. Khó là ở đất Hà Tây đều là danh giới Tần. Tiên sinh có lòng tin không? Không có lòng tin. Quả nhân thấy Trương Nghi mỗi bước đi đều tính rất kỹ càng. Vậy thì thử xem. Công tôn tiên sinh, ý tiên sinh thế nào? Tất cả đều chưa biết được. Vi thần không tiện nói leo. Ngụy không cho đất, Tần mới đánh vào.
Thường có câu, đi sai một bước, thua cả ván cờ. Quả nhân có công Tôn tiên sinh bên cạnh. Một bước tức là 10 bước, 100 bước. Sai thì có sao đâu. Trang Ý lập tức chuẩn bị đi xứ nước Ngụy. Các vị hãy chờ đợi tin vui. Trương Nghi này lai lịch thế nào? Là một mưu sĩ, từng đến Đại Lương diện vương, cầu quan không thành, nên rời Ngụy đến Sở. Thì ra là người nước Ngụy chúng ta. Đúng vậy. Hạ người này đáng hận. Khi đến, hãy đánh hắn một trận trước. Nay Trương Nghi là khách khanh nước Tần, Đại Vương tùy tiện đánh hắn, hay là không ổn? Ổn hay không, đánh rồi hãy nói. Truyền Trương Nghi, đặc sứ nước Tần vào điện. Sứ Tần Trương Nghi bái kiến Đại Vương. Đừng khách sáo. Người đâu? Khoan, ý của Đại Vương muốn sao? Chính là muốn cho ngươi một bài học. Ở trên miếu đường làm nhục sứ Tần, Đại Vương từng nghĩ đến hậu quả chưa? Chưa từng nghĩ. Trương Nghi đến đây vốn vì liên kết của hai nước, không ngờ Đại Vương lại không biết điều. Ngươi là người Ngụy, ta là Ngụy Vương. Hôm nay như vậy, ta đánh được không? Thần là người Ngụy, Ngụy Vương đánh được. Thần là sứ Tần, sau khi đánh xong, thần thật sự muốn xem Đại Vương giải quyết như thế nào. Người sẽ nhìn thấy. Đánh cho ta. Đại Vương, không nói lý lẽ. Đại Vương, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Đừng đánh nữa, dừng tay. Trương Nghi, khổ cho cậu. Mời đứng dậy. Chặn hắn lại. Chạy đi đâu vậy? Bỏ tôi ra. Ngươi định chạy đi đâu? Lần này chạy đến Tống à? Lấy lại vừa rồi là dạy khôn ngươi. Thần là nước Ngụy mà dám cùng địch mưu quốc. Bây giờ là quả nhân chuyển sứ Tần vào điện. Bỏ hắn ra đi. Sứ Tần Trương Nghi, chuyến đi này không phải dài dòng. Nói xem ngươi đến đây làm gì. Đại Vương biết rõ còn hỏi. Đất ở Hà Tây nên trao trả nước Tần từ lâu, không ngờ lại kéo dài mấy năm. Thần phụng lệnh Tần quân đến để lấy đất. Những chuyện cắt đất chỉ nói bằng miệng, nước Tần coi là thật sao? Ý Đại Vương muốn đánh tiếp. Lâu nay đã muốn. Huệ Thi, Trương Nghi sẽ không nói nhiều. Đây có bức chiến thư của Tần quân, mời Đại Vương xem qua rồi chọn ngày khai chiến. Trương Nghi hãy khoan, Huệ tướng có gì căn dặn? Cắt đất Hà Tây là chuyện trọng đại, mong nước Tần cho thời hạn vài ngày, cho phép vua ta suy nghĩ. Đại Vương. Đại Vương. Đại Vương. Đại Vương. Đại Vương. Lão thần cả gan hỏi một câu. Ở đâu ra cơn giận vô lối mà bỏ mặc nghi lễ hai nước không màng tới? Có phải khanh cảm thấy quả nhân điên không? Trương Nghi, Công Tôn Diễn đều là người nước Ngụy. Hắn dựa vào đâu mà giúp nước Tần dồn ép quốc mẫu? Uống nước có nhớ nguồn không hả? Đáng ghét. Thật ra hai người đều có lòng giúp Đại Vương, là Đại Vương đã phụ lòng trước, chứ không phải họ bất trung.
Hiện nay, hai nước Hàn Triệu đều sợ Tần, không dám liên minh với Đại Vương. Tề Sở giao chiến, tự lo còn không nổi. Nếu nước Tần thật sự khai chiến, nước Ngụy đánh không lại. Quả nhiên không tin nước Tần sẽ khai chiến. Chúng đã trả thành cho Ngụy, lại có người ở Ngụy. Đây chính là điểm độc ác của nước Tần. Lùi một bước trước, nhường một chút, để người trong thiên hạ đều thấy nước Tần không phải cưỡng đoạt Hà Tây, cũng không phải ỷ mạnh hiếp yếu. Lỡ nước Ngụy lùi bước có chút sơ sót gì, thì nước Tần sẽ không cho nước Ngụy một cái cớ nào nữa. Đại Vương, cố nhịn một chút đi. Lúc người đi gặp Trương Nghi, hãy nói nước Ngụy sẽ nhận ba thành. Công tử Cổn, chúng ta không cần. Con tin của nước Tần với nước Ngụy thì trở thành gia dân, còn phải hầu cho hắn. Nếu như không cẩn thận, còn có những câu kết mờ ám, không thể phòng nổi. Công tử của chúng ta không ở lại chỗ của họ, họ cũng đừng để công tử của họ ở đây. Chữ Nhi, chúa công, thần thiếp bái kiến chúa công. Sao vậy? Hải Nhi vừa đá thần thiếp một cái. Đá rất mạnh. Đúng là một dũng sĩ. Nếu như có thể sinh một đứa con trai cho chúa công, thần thiếp có chết cũng yên lòng. Lại nói mấy chuyện sống sống chết chết. Mà thôi, lúc trước nàng suýt nữa giết chết một Tần quân. Nàng phải sinh thêm một Tần quân cho quả nhân, quả nhân mới tha cho nàng. Con của chúng ta sẽ đẹp như ngọc. Quả nhân mệt rồi. Thay áo. Chúa công. Chúa công. Chúa công. Chúa công. Người suýt nữa hủy hoại nước Tần rồi. Chúa công. Chúa công. Giải ra ngoài, nhốt vào thiên lao. Nàng phải suy nghĩ kỹ. Nàng phải suy nghĩ kỹ. Nàng nghỉ ngơi sớm đi.
君上。主公。停停。咚咚。停咚。君上。主公。主公，君上，主公，君上，贤臣，主公，君上，殿兴，主公，贤臣为何不辞？为何殿兴离空辞别？为何？为何？难道与君喝口践行酒饮不成？为寡人不成？本想向君辞行，本想辞别主公，恐khó lòng từ chối nên đi không từ biệt。先生辞亲，殿兴舍本，愿徒thấy hổ thẹn。我大君不能留在，大臣không thể giữ người tài。君上此言，主公nói vậy, thần càng thêm kinh sợ。自入秦来，từ khi vào tần, được chúa công ưu ái, thần suốt đời biết ơn。感念终生。离秦只是力竭，不敢。chỉ là vì sức cạn, không dám làm lỡ việc nước。张子已入秦。hơn nữa.Trương Nghi đã vào tần, chúa công không thiếu nhân tài. Tiên sinh thống binh, tiên sinh thống quân, Trương Nghi phò chính, hai nhân tài lớn phò quốc, đại tần mới không sợ ai trong thiên hạ. Dùng chính phải chuyên, dùng người phải tin. Trương Nghi là nhân tài, còn có công tử Tần, công tử Hoa, anh hùng cái thế. Chúa công lo gì không có người phò quốc?Cũng đành. Yê ba. Cũng đành. Chỉ chuyên biệt. Này từ biệt khanh. Thôi bây chỉ sao. Tiếc thương sự ra đi. Chính sĩ bất lợi. Này không vui cho người đã mất. Rượu lại. Đem rượu đến.Hai ta từ biệt. Có thể mai này gặp nhau ở xa trường. Dù địch hay ta, dân tứ cũng tạ ơn tiên sinh đã giúp sức cho đại tần. Hà Tây đã được, công của tiên sinh là lớn nhất. Mời. Mời. Tới khi vào tần, thần tận mắt nhìn thấy chúa công phấn chấn, người trong nước tự cường, các nước Trung Nguyên từ khinh tần đến sợ. Những cảnh này, thần được dấn thân vào, đủ an ủi cả đời. Chúa công.Bẩm chúa công, Doanh Hoa và các tướng quân xin gặp. Doanh Hoa và các tướng quân. Các vị tướng quân ngày đêm lên đường mới đến thành Hàm Dương. Hãy thay triều phục, rõ. Thôi khỏi.Gọi một mình Doanh Hoa vào. Vâng.
将军请。tướng quân mời. Thần Dương Hoa bái kiến. Thần Dương Hoa bái kiến chúa công. Miễn lễ. Miễn lễ. Thần chưa được sự cho phép, tự ý rời quân trại, xin chúa công tha tội. Thần chưa được sự cho phép, tự ý rời quân trại, xin chúa công tha tội. Thành đến có chuyện gì? Thần không hiểu. Trương Nghi đến ngụy lấy đất, tại sao phải cắt nhường Bồ Dương? Hiểu rồi. Quả nhân sực nhớ, Bồ Dương là do chính tay Khanh giành được. Không phải công của thần, là tướng sĩ quân Tần dùng máu để đổi lấy. Bồ Dương là nơi hiểm yếu để khống chế Ngụy Triệu, sao có thể nói trả lại? Thử nghĩ trận đánh Bồ Dương trải qua 2 năm, tướng sĩ nước Tần ta thương vong gần cả vạn. Trương Nghi chỉ nói một lời thì trao trả ngay cho nước Ngụy. Thần nghĩ không thông. Chuyến đi này của các khanh có mấy người đến? 6 người đều đã đánh trận Bồ Dương. Ai là người dẫn đầu? Hỏi khanh đi. Rời khỏi đại doanh chưa được truyền chỉ thì muốn diện kiến quân vương, người nào dẫn đầu? Bạch Dụ. Dũng sĩ tướng quân Bạch Dụ. Dòng họ Bạch Thị danh giá. Trận đánh Bồ Dương, Bạch Dụ đã bị trọng thương nhưng vẫn quyết đánh, huynh ấy giành được công đầu. Kiếm Tần dính máu, tướng sĩ xương chất thành đồng. Đánh Bồ Dương, chiếm Tiêu Thành, được khúc ốc. Công của các khanh không nhỏ. Doanh Hoa, khanh bao năm qua ở ngoài chinh chiến liên miên, còn biết đọc binh thư không? Bình thư trước đây chúng ta học có câu thế này: nếu phù hợp với lợi ích đất nước thì hành động, nếu ngược lại thì hãy dừng ngay lại. Lấy thành trì để làm gì? Chẳng hạn như khúc ốc. Hôm nay có được, ngày mai để mất. Ngày mai có được, được rồi lại mất. Vậy là vì cái gì? Quả nhân cũng luôn tự hỏi mình, tại sao không bình định một cách triệt để đi? Khanh có từng nghĩ khi nào có thể bình định triệt để không? Cái gốc của chiến trận là gì? 4 chữ thôi: mưu, lợi, vì nước. Nếu là mưu lợi, có trận đánh, có trận không đánh. Chẳng hạn Trương Nghi muốn dựa miệng lưỡi để dành cho ta 15 huyện thượng quận, không cần giấy binh cũng có thể lấy thành. Đất ở Hà Tây nếu thuộc về Đại Tần, Đại Hà từ con sống giáp danh trở thành Nội Hà. Đến lúc đó Đại Tần ta là dao thớt, còn Ngụy đều là cá thịt. Lợi thuộc về Tần. Khanh nói xem, Bồ Dương bỏ được không? Doanh Hoa biết tội. Khanh có tội gì? Không nên rời khỏi doanh trại, nói quốc sách bừa bãi. Rời khỏi doanh trại, nói quốc sách bừa bãi. Đâu có tội lớn như vậy. Các khanh chẳng qua là bức vua thoái vị mà thôi. Thần không dám. Có biết tại sao quả nhân gọi một mình khanh vào không? Thần không biết. Chuyện này nếu hội triều đình nghị, cắt nhược Bồ Dương hay không là chuyện nhỏ. Võ tướng các khanh tập hợp kháng chỉ, chuyện này xử lý thế nào? Các khanh xử lý thế nào? Doanh Hoa biết tội, xin chúa công trừng phạt. Đứng lên. Doanh Hoa. Chúa công. Văn thần chết vì can gián, võ tướng chết trên sa trường, đó là may mắn của đất nước. Quả nhân vui mừng còn không kịp, tại sao lại trừng phạt khanh? Quả nhân gọi một mình khanh vào chính là muốn nói với khanh, chuyện này chấm dứt từ khanh, coi như chưa từng xảy ra. Quả nhân không muốn truy cứu, nhưng sau này không được lặp lại. Quả nhân biết, Tê Thủ, người đã cùng sống chết với khanh, bỏ đi. Trương Nghi, người giỏi ăn nói, lại đến. Các khanh không phục, không cam tâm. Nhưng nhớ kỹ cho quả nhân,
Khánh nói với họ, tất cả hãy nhớ cho kỹ, Trương Nghi là quả nhân mời đến nước Tần làm khách. Trương Nghi là của nước Tần, là thượng khách của quả nhân. Hãy nhớ thêm một điều, Trương Nghi đi sứ là quả nhân quyết định. Chuyện đã định là đã định. Chúa công tha tội, tội thần hiểu rồi. Quả nhân có phải chúa công của Khanh không? Khanh còn là thần của quả nhân không? Khanh không phải. Chúa công, Khanh trước giờ đều không phải. Chúa công, Khanh họ Doanh, phải giúp cho ca ca, đừng gây rối cho ca ca. Vâng, được rồi.多少情。